Chưa bao giờ một cuộc cạnh tranh trong ngành sản xuất xe hơi và xe điện lại nhanh như hiện nay. Các mẫu xe ứng dụng công nghệ cao cùng các mẫu xe điện của tương lai là điểm nhấn của các cuộc triển lãm xe từ năm 2018. Mở màn là CES và mới đây nhất là triển lãm Auto Bắc Mỹ tại thành phố Detroit, Mỹ. Giữa rất nhiều các mẫu xe công nghệ cao của các hãng sản xuất đình đám, hãng xe Nhật Bản đưa ra ý tưởng mới cho chiếc Toyota, từ việc thiết kế cánh cửa của xe theo kiểu cắt kéo, đến nội thất ấn tượng và nhận diện bằng giọng nói. Bên cạnh đó còn có tính năng lái tự động. Nếu như Ford cho ra mẫu Mustang nhân dịp kỷ niệm 50 ngày ra đời của mẫu xe đình đám này, thì Mercedes-Benz, Lexus hay GMC đều có những đột phá mới về công nghệ trên các dòng xe chủ lực của mình như SUV thể thao hay sedan. Tuy nhiên, tương lai của ngành xe hơi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chính sách mới của các quốc gia phát triển, vì tất cả đều muốn cắt giảm khí thải từ các loại xe hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi nước Mỹ chưa có nhiều chính sách rõ ràng để hỗ trợ ngành xe hơi tiến vào thời kỳ xe điện hóa, thì chính phủ Trung Quốc lại đang cân nhắc cấm xe chạy xăng và diesel. Để làm điều đó, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ cả về chính sách và tài chính cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng khi chọn xe điện. Chắc chắn, hạ tầng đóng một vai trò quan trọng. Chỗ nào đặt trạm nhiên liệu rồi sạc điện, tất cả phải cùng một chỗ. Cần phải có sự phối hợp tốt giữa các nhà sản xuất phụ tùng gốc và các cơ quan chính phủ để biến các kế hoạch đó thành hiện thực. Xe hơi điện sẽ là một xu thế không thể thay đổi, tiềm năng là rất lớn. Nếu đạt được điều này thì xe hơi điện sẽ giải quyết được vấn đề khí thải, môi trường, trong khi các nhà sản xuất buộc phải thay đổi công nghệ và thậm chí là nâng cấp rất nhiều công nghệ hiện có của mình.